Trời hay vậy, đẹp quá vậy. Rồi cái anh này hay vậy. Ủa cái này công ty, cho công ty có cái này cho. Tự trang trí hả? Trời hay vậy. Noel nè, tự trang trí hôm nay luôn. Ở trên công ty có, lên công ty lấy, ai ngờ anh tự tự mua này hả? Tự mua rồi. Nhưng mà còn túi, cái túi này của công ty hay sao? Đây nè, bữa gắn cái này nó cho quà nè. À gắn cái con cái Noel này là cho cái túi này hả? Lọt trong tốt á, lọt trong tốt. Đẹp quá, quay cho mấy anh em coi á. Tại trong nhóm mà Hamu á nhiều anh em lắm. Quay lại. Ủa túi này lên công ty có chương trình hay sao anh? Đó. Cái này chương trình của công ty tặng cái túi này hay sao? Tặng có bữa Noel là nó giải nhất được 1 triệu. Em làm trong top 4 chuyên khách rồi. Giờ top 4 đó được giải nhất là idol hay gì anh? Ồ anh idol ha, lần này mới gặp thấy ha, vinh dự quá. Cái đó idol live stream hay phải lên công ty anh? Live stream trên Facebook không? Đó. Chương trình nó live stream Facebook không? Tại nó à thì ra là vậy. Anh nằm top 4 luôn hả? Ghê vậy. Không. Top 4 trong khuyến khích đó. Top 4 khuyến khích đó hả? À. Nó có 1 2 3 chứ là 4 giải khuyến khích thôi. À 4 giải khuyến khích đó hả trời. Hôm nay gặp anh thấy vinh dự quá, quay lại. Cái này sống lâu rồi. Là mình phải chạy giao hàng được top 4 hay là mình biểu diễn idol top 4 khuyến khích đó hả trời. Đẹp quá ha. Hôm nay đổi vui ha. Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Bạn bè anh à, chúc anh hôm nay chạy được nhiều. Ủa giờ có đơn, giờ lựa đơn được đi được rồi hả? À. Đó. Giờ có đơn, lựa đơn tốt, đơn ngon đi phải không? Giờ thì lựa đơn rồi. À. Hôm nay nhiều đơn, lựa những cái đơn ngon đi. Vậy đó. Cái túi Hamu đẹp quá ha. Cái túi này mua có mình hay phải cứ cái chương trình mới có? Có. À. Hamu nó có bán á. Có bán luôn á, trời kinh doanh dữ vậy. Vậy là ai thích cái túi này, mua cái túi này cũng ngon nè. Tưởng là phải tham gia chương trình mới có, ai ngờ mua cũng bán luôn à. Mua cũng bán luôn. À, mù kinh doanh thì dữ ha. Thương mại hóa hết rồi. Đúng rồi. Giờ có tiền là mà hà hồ muốn mua gì mua. Đâu cần phải chương trình đâu. Cảm ơn anh nhiều nha. Bye bye.